Sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tiên phong trong bảo vệ môi trường, đó là những điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động của đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu góp phần xây dựng quê hương trở thành những miền đất đáng sống với diện mạo mới và sức sống mới. Được mệnh danh là vùng chè đặc sản của mảnh đất đệ nhất danh trà Thái Nguyên. Tuy nhiên, trước sức ép của thị trường khiến vấn đề đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm trở thành bài toán nan giải đối với người trồng và chế biến chè ở vùng chè La Bằng, huyện Đại Từ. Bởi thực tế, việc sử dụng, thậm chí là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đã từng là vấn đề gây nhiều tranh cãi tại nhiều gia đình, tổ hợp tác và hợp tác xã chè trên địa bàn xã. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất chè sạch, chè an toàn, phát huy vai trò của cộng đồng, nhiều mô hình tuyên truyền do các hội đoàn thể phụ trách đã được thành lập. Trong đó, với tinh thần xung kích đi đầu của tuổi trẻ, đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã La Bằng là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả nhất với các hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực. Phát động trong những ngày là 20-30 hàng tháng, thì đoàn xã đã phối hợp cùng với các đoàn thể như là hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và trong đó là đoàn thanh niên là tập hợp và con người sẽ phối hợp cùng với các đoàn thể là vệ sinh các khu vực như là tuyến đường chính, các tuyến đường nhánh để thu gom rác thải vào một số các bể chứa rác cũng như là thành lập một số các hộ gia đình đăng ký theo sản xuất chè hữu cơ theo hướng của Việt Gáp. Trước đây trên những đoạn đường như thế này thi thoảng có rác và chất thải của gia súc vương vãi trên đường. Trước thực trạng này, với mong muốn thay đổi nhận thức hành động của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, các đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có các đội tuyên truyền tại các địa phương thuần nông như Phú Bình, đã huy động tinh thần đoàn kết của nhân dân, phát động chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Đội tuyên truyền viên của xã Tân Đức gồm có 15 thành viên, trong đó thì đoàn thanh niên là 10 đồng chí, thế và 5 đồng chí là của các tổ chức hội để cùng phối hợp trong cái công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Cách thức tổ chức thì chúng tôi thường xuyên là hoạt động tập trung vào các ngày chủ nhật trong tuần. Thế và đặc biệt là phát động một ngày chủ nhật của cuối tháng. Mỗi một tháng là đến một chi đoàn, một địa bàn của một xóm cùng với cán bộ đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân trong xóm cùng tham gia lao động vệ sinh. Kế hoạch triển khai cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực cùng tinh thần xung kích, trách nhiệm, tình nguyện của tuổi trẻ đã mang lại không khí lao động hăng say, sôi nổi trong mỗi hoạt động phong trào và hơn hết là thay đổi thói quen lạc hậu, hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường trong sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành các tiêu chí khó, dễ biến động trong xây dựng nông thôn mới như tiêu chí môi trường. Mỗi ngày, trên địa bàn 32 phường xã của thành phố Thái Nguyên, xả thải khoảng 250 tấn rác sinh hoạt, nhưng hiện mới chỉ thu gom xử lý được khoảng trên 200 tấn. Để từng bước triệt để hóa việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn. Tuy không nằm trong các địa phương được ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện điểm, nhưng nắm bắt yêu cầu của việc đảm bảo môi trường trong quá trình đô thị hóa, việc triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn đã được xã Thịnh Đức, mà nòng cốt là đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã tập trung thực hiện. Với hộ gia đình ấy, thì mình có thể sử dụng những cái thùng rác như này, mình có thể mua giá thành rất là rẻ. Ví dụ như cái bóng này là mình để cái thùng này, một này để mình vứt rác hữu cơ. Trước đây thì tôi cứ nghĩ là việc này khó lắm, khó thực hiện lắm. Nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng là nếu mà mọi người ý thức được mà các cháu tuyên truyền sâu rộng mà kỹ càng như thế này thì tôi nghĩ rằng là chương trình này sẽ thành công. Bởi vì là ý thức của người dân, người ta cũng thấy được lợi của cái việc thu gom rác thải, phân loại ngay từ đầu thì vừa là tạo được cái thói quen, thứ hai nữa là nó sạch sẽ từ gia đình. Môi trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển hiện nay. Việc chung tay bảo vệ môi trường cũng là yêu cầu cấp thiết và là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với mỗi tổ chức cá nhân. Bởi vậy, mỗi hoạt động, mỗi phong trào và từng phần việc cụ thể được các đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát động và triển khai thực hiện thời gian qua đều mang ý nghĩa cụ thể,
góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và để lại dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Thái Nguyên trong chung sức bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Kết quả, tính riêng trong giai đoạn 2012-2017, thông qua hoạt động của các mô hình, tổ, đội nhóm, câu lạc bộ của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, trong đó có các đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, toàn tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được gần 640 km đường giao thông nông thôn, trị giá trên 2,9 tỷ đồng. Với 6.700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức tu sửa, xây mới trên 340 km kênh mương nội đồng với sự tham gia của 3.650 lượt đoàn viên thanh niên, góp gần 7.400 ngày công lao động, trồng hàng nghìn cây xanh và xây dựng trên 320 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài hơn 260 km, tổng kinh phí xấp xỉ 3 tỷ đồng. Trong đó, hơn 70% kinh phí do tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên đóng góp, đồng thời huy động được trên 9.500 lượt đoàn viên thanh niên với trên 4.000 ngày công lao động, xây dựng được trên 970 bể chứa rác thải nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, tổng trị giá trên 195 triệu đồng, thu hút 3.700 lượt đoàn viên trực tiếp tham gia xây dựng, tổ chức thu gom xử lý trên 500 mét khối rác thải tại các cánh đồng. Các công trình này đã phục vụ thiết thực đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, được chính quyền địa phương và nhân dân đón nhận, đánh giá cao. Xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất và đặc trưng của tuổi trẻ Việt Nam. Trên khắp cả nước, từ thành phố đô thị đến nơi dẻo cao, những bản làng vùng sâu vùng xa, mỗi đoàn viên, mỗi cơ sở đoàn, hội đã biến ngọn lửa nhiệt huyết tình nguyện thành những hành động, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đem đến những công trình mang đậm dấu ấn tri thức, sức mạnh, lòng nhiệt huyết của thanh niên. Những việc làm nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa của mỗi đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chính là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, tình nguyện đó. Bởi giờ đây, tinh thần ấy đã biến thành hành động cụ thể, thành những công trình mang ý nghĩa thiết thực.